hai cái vỏ này là đồ nghề của chú Tư á hả? Ủa vậy chú chưa cắt được cái cây nào hả chú? Chú Tư cắt được mới rồi để đẳng này. Thì chú Tư vô nhà vườn út, chú Tư nghỉ mệt, nghỉ trưa à chú. Thì sẵn dịp cái chú Tư ở đây chơi vườn út luôn. À, đây là cái vỏ đầu ngày chút nữa chú Tư chở hai cái vỏ này về hết không? Chắc không hết quá. Hết chứ nghề mà. Hết hả? Nghề à. Mà. Không hết thì đem đâu đem hai cái. Nhiêu đó chắc phải chở thêm ngoài mới hết quá. Ba cái vỏ sẽ để còn cái nữa chú, thì hai cái cây đồng gánh này gác hai bên, còn cái ở trên yên xe ở phía sau mà trên yên xe á gác thêm cái nhỏ lên giống như người ta ngồi vậy đó. Cá gì đẻ nướng cơm mẹ, còn đây là rau sống, còn này là chấm với mắm nêm hay gì vậy ngốc? Tương. Ủa tương hả? Dạ. Với bánh tán cuốn bánh tán hả cô? Bánh tán. Dạ. Với nước. Dạ. Nước cái cuốn mà bánh tán. Dạ. Nhà dưỡng út thì có hai cây mai thiệt là bự luôn nè, tại thấy không? Cây này bự hơn nè. Ờ, hai cây mai này tết là nhà dưỡng út vàng khè luôn á. Thấy không? Hai cây mai này nó. Đây là ở ngoài đường đi nè. Thì khi mà tết á là mình đi ở ngoài đường đi mà mình nhìn vô nhà dưỡng ốc là nhà dưỡng ốc là vàng tươi luôn. Nó bị nghiêng luôn rồi. Đâu có sửa là được. Vậy nó mới đẹp. Nghiêng mới đẹp hả? Ừ, nó có kiểu nó kiểu chứ. Thấy ở tên cây ten dưỡng ốc có gì không? Đó, thấy không? Thấy nguyên cái ổ chim nằm tay cây ten luôn kìa. Dưỡng ốc con chim gì đóng tên cây ten dưỡng ốc hả? Có ở nguyên ổ chim đánh á. Dạ. Ờ, ốc chim mà chán hả? Ở dưới địa thành phố á, mấy con chim á, mấy con én, mấy con yến rồi này kia nó hay đóng cái tổ lên cây tan. Không phải yến, con gì chim sắt quýt á. Ôi, con chim sắt á. Con chim gì á? Không biết chim gì mà nó đóng lên cái đó nhiều lắm. Ừ, đẹp quá. Đây là cái ổ rất là ổ lý tưởng luôn á. Đẹp không? Cái mai vẫn ốc cái tàn nè, đẹp ha. Cái mai này đẹp nè. Mai này đẹp nè, tiền cái tàn xè chán luôn nè. Cái mai này dưỡng ốc để chừng 20 năm nữa là có giá trị dữ lắm rồi đó. 300 triệu. 300 triệu không? Không biết nữa. 20 năm nữa biết. Bữa nghe mẹ nói, ai nói ta, ai nói mà trên nhà ai đường lên Chợ Lách mà có cây mai kêu mấy tỷ mà không bán. Thì đó, đẹp dữ lắm đẹp. Người ta nhiều người mua luôn. Có người vô hỏi luôn. Mà không bán. Thì người ta hỏi vậy chứ chừng nào người ta mua mới biết chứ. Người ta là nhiều khi người ta sẽ bọn người ta nói chứ sao. Nhà nó giàu dữ lắm giàu. Nguyên cái biệt thự luôn á. Uh-huh. Để cái cây mai trước cửa làm nguyên cái hàng gào gào cây mai lại luôn. Có khóa cây mai lại không? Không biết. Không, đa số là ai cũng khóa. Đa số cây gì mà có giá trị là người ta khóa lại luôn. Để người ta vô là bứng. Bứng thì người ta cưa góc người ta dắt đi cũng được. Cưa góc gì đào. Cái này đào phải đào lên cực cứng chứ bộ. Nguyên cái góc của chảng luôn nè. Trời ơi. Nó bự hơn hai cái lóng tay của con nữa. Gì vậy, hai lóng tay? Ờ, hai cái vòng tay. Chú Tư ơi, ra ngồi luôn chú Tư. Dưa này cánh gọt dài vậy hắn cô? Ừ, gọt dài cho mình cuốn. Dạ. Nó dưa bự mà dưa bự nó bị chết nè. Dạ. Gọt không đều. Kể nó trẻ lại. Dao của Út bán thiệt á. Này dưỡng Út mại gì cô? Ừ. Cô mài cũng không được. Ừ. Sao ngẫu ha, bữa nào mình phải đi học khóa mài dao mới được. Cũng có gì đâu có. Mà khách mài hoài sao khách mài không bén nha. Có mà. Ngẫu quá. Mài cái đè cái mép này này nó nằm nó nghiêng nghiêng con dao á. Hả? Nó bén chứ đừng nằm con dao nằm. Con dao nằm hết là nó không bén. Nghiêng thôi hả? Vậy hả? Một lần ta thấy ông Bảy ông mài á. Ông Bảy là ai? Là ba cô. Dạ. Ngồi trắng cánh còn nhỏ chéo vậy đâu biết. Hồi dám ổng đi xuống với gánh chứ chừng chưa có nữa. Ông bãi bay. Ông bãi bay là ông già Út Tì. Vậy hả? Ừ. Anh nghe nhớ hồi đó là có mấy ông lớn lớn tuổi qua nhà chơi với ông nội Khánh. Ừ. Nhưng mà Khánh không biết ông nào là ông nào tên giờ lớn nó đâu nhớ nổi. Ừ, hồi đó là
chắc người còn xuất xíu cái gì à, chưa có gì nữa. Ông bà ông xuống với nội chơi với nội à. Rồi thôi ăn đi. Rồi xuống ngồi luôn chú Tư ơi. Đi ra ăn cho vui. Rồi có ông ấy không ấy rồi chị lấy tương cho. Ăn với nước tôm đi nha. Chứ này không ăn. Vậy chú Tư ăn ăn bún. Ăn bún với nước tương đi. Nha. Để chị cho chị lấy nước tương đi. Chứ có gì đâu ăn. Thấy gì ngọt cho. Cái dĩa nó đựng hả? Cái dĩa này đựng. Bỏ cái dưới đi rồi mình để vô cái dĩa. Cây mai của Dưỡng Úc, Dưỡng Úc tầm nhiêu năm rồi vậy Dưỡng Úc? Mai này có 10 năm phải lên chứ đâu có ít. Cái gì 10 năm mà bự vậy? Hơn 10 năm á Dưỡng Úc là hơn bự 10 năm á. Chắc hơn. Cây đó phải nói là 20 năm. Không tới. Bởi vì đó là mấy năm rồi. Không đậu độ vậy đó. Chắc có mười mấy năm rồi. Cái dưa nó đảo hai ơi. Vậy? Dưa nó không có bự, trái nhỏ nhỏ còn tại vì con nhỏ cháu nó bán dưa vậy á. Không có trái nào bự ra ra. Đây tính bứng lên mà họ không dám bứng luôn nó chết đụng ủa sao dừng dừng ốc cuốn đi dừng ốc dừng ốc ăn với cô ốc ăn ăn đi đừng khách ăn chứ giờ ngồi đó rồi rồi gớt miếng dưa hấu vậy ủa ai làm gớt hả tiền chứ ai rồi ăn đi chắc chỗ này ngồi cũng không im nữa ăn chú ăn dưa chú Tư bà chú Tư hả? Chú Tư cô ăn đi đám cưới nãy đẩy nhiêu bàn hả cô? Con không biết nhiều thấy cũng bộn bộn nó mỏi biết nhiêu bàn hả? Chú người ta ăn cũng thường rồi hả? Cốt ăn hay cốt? Ăn hay cô ăn nãy giờ hả? Nè lói cho vợ nè có ăn đâu nên lấy chén ăn gì nổi nữa lo cho vợ ăn dưới đám rồi về cũng còn no làm thử đây. À, coi những ức ăn nha. Ăn thử ngon không? Cái vàng dài quá nè. Cá này bự cái da nó dai lắm. Mà điều chín vàng khè hết rồi. Uống nước đi nè. Thử để tôi lấy thêm cái dĩa nước nữa cho anh. Nhanh. Sớt một dĩa nước được rồi. Bên có. Đây dĩa, bên kia dĩa đi. Để người sớt ra. Nhà Dương Úc. Sao Dương Úc? Sao Dương Úc làm thanh hả? Không biết. Ngon. Không ăn sao biết ngon được. Được không vậy? Được. Không ăn sao biết ngon. Cái này này cũng như tụi nó mới tụi nó bài mới ấy vậy. Nó lại bài nãy rồi quên. Quên. Nè ăn cún. Ừ cún. Nãy ở nhà con mới ăn xong. Ừ. Quên nữa nãy phải lót chuối được rồi ha. Chuối không lót chuối thì pha miếng dầu vô cái khuôn á. Mình nướng nó không có bị dính. Như mình cuốn cái bị cuốn này nè. Còn mình hao một miếng dầu rồi mình nhập nó lại mình để đó nó cũng không có dính. Mà không có một hồi để lại gỡ ra dính bánh tráng này dính bánh kia hết trơn. Gỡ nó không có ra. Quay rồi cũng không ăn được nữa. Mày làm cái gì ấy? Dương Úc là một tay vắt đất chuyên nghiệp. Con không có ăn cuốn à, con ăn ít vậy lắm. Rồi cái ăn gì có con cuốn nè, chung nhau là ăn bao tử cũng có chút xíu này. Này không biết là ngon rồi, quá ngon.
Nước bao nhiêu là phải ráng. Nó có chua không với Tư? Cá có chua không? Không chua, nó ngọt. Dạ. Nó có miếng nào chua không? Nó chua. Ngọt hả? Nếm cho mẻ mà nó không chua ha. Không? Dạ không, tôi vừa ăn luôn á. Dạ. Cốt ăn hay cốt? Dạ uống nước à. Ừ, uống nước quá trời rồi đi về tới giờ. Nắng uống quá mà. Mà hả, cô đi đám về là cô uống nước tới chiều luôn á. Chắc nghe màu dầu mỡ đó không? Không có dầu mỡ mà sao ăn gì không biết, nhớ là không có chấm nước mắm á. Không ăn muối tiêu nữa mà về sao uống nước quá trời luôn á. Uống tới chiều luôn á, bữa nào cũng vậy đó. Hả? Ở nhà một ngày cô uống chắc chừng 2-3 cái chung, mà chung trà ta uống vậy chừng 3 chung là dữ lắm, 4 chung là dữ lắm rồi, không có nữa. Khác thì lại uống chừng chung vậy rồi. Đi đám uống gì hả? Đi đám là về uống dữ lắm. Ủa, rượu thì gì vậy ngốc? Ủa, ngủ ăn không ăn vô. Dính hai trà. Những ốc ăn trời cho cốt miếng bún. Ăn trứng gì vậy thì? Đi tiệm cái trứng ăn. Ừ, ăn ấy. Ăn trứng cái ta thử kìa ra sao? Chín không? Chín cái gì? Dạ chín à. Ừ. Ăn đi, làm thêm miếng bún nữa coi. Cuốn vô. Sao? Giống trứng cá lóc không? Chắc cũng vậy gì hả? Này chán trứng cá vậy? Trứng cá vậy? Ừ, như trứng cá hả? Ừ. Trứng cá, cá trai ăn hả? Cũng giống như mấy trứng cá bình thường à. Ừ, không có gì đâu khác. Trứng cá nào cũng giống trứng cá ấy. Dưỡng ốc uống rượu nghe, nghe cái chót luôn tại nghe không tè. Dưỡng ốc, dưỡng ốc lúc nào uống rượu cũng kêu vậy hả? Cũng có mà lúc cầm ăn đi tiền cuốn nữa tiền ý, đồ ăn ngon nên uống kêu vậy á. Ăn đi. Dạ. Ăn cho vui mà. Dạ, tự nhiên mà. Tự nhiên không ăn gì trời còn nguyên nè. Ăn đi tiền. Ai con cuốn cuốn hay cuốn gì nữa ăn vô coi. Ăn đi rồi lần lại con quay cho chị ăn. Cốt này bán quá. Cốt này. Đem đi. Vậy đói mà. Thằng con cô nó cũng nói vậy. Bà sao mệt rồi quá, ta ăn bà làm mà cứ người... Bộ con đi về con chết đói hả, bà làm gì bà cứ mà kêu con ăn hoài vậy. Thấy thấy đi về thấy mệt thì kêu ăn. Không thắng con ăn. Thấy không ăn. Làm mà không ăn thì sợ mình làm chắc không ngon nên không ai ăn hết trơn á. À, con mời bà Tám, rồi con mời ông bà, cô chú, anh chị cùng ăn với lại gia đình của Dưỡng Út. Thì bữa nay cũng là lần đầu tiên con ghé nhà Dưỡng Út thôi, chứ bình thường á thì con biết là nhà Dưỡng Út hướng này, tuy là ở sát bên nhưng mà tại vì nhà Dưỡng Út thì không có con gái, rồi thành ra đâu cũng không có dịp có nào chuyện gì để mà con qua nhà Dưỡng Út chơi. Nếu mà có đám tiệc thì Dưỡng Út qua nhà con hoặc là cha mẹ con đi thôi, chứ còn con đâu có qua đâu, người qua cũng đâu có ai đâu mà chơi. Ở sáng qua nè, đường nhà Dưỡng Út này thì đường đi nhà của con qua bên kia nhìn thấy luôn á, mà khách đi ngang không à Dưỡng Út. Có dịp nào ghé nhà ghé cô chơi, cô qua nhà không à? Hả? Khánh thì không có cuốn được, Khánh ăn rau rồi. Ăn nào anh? Hả? Cho tập cuốn rồi nó về. Không phải, Khánh ăn bò bánh tráng không được hả? Dạ, ăn bánh tráng không được. Trứng cá này kia đó. Dạ. Ăn rau với giá gì nè, dưa nè. Dân Út cũng cực, cũng cốt rồi cực làm nè. Ê, mình ăn đây là cơm của cốt Dưỡng Út cực khổ nè. Đây là trứng cá. Có chú ý nữa nha. Dạ. Có Khánh với tiền nữa cũng cực đó. Ăn đi. Đi ăn kiến đi. Làm gì mấy nè. Mấy mới ăn cơm. Ăn đi. Cái trứng cá ta cũng giống như mấy trứng cá khác vậy Dưỡng Út. Đâu có gì đâu khác. Giống như trứng cá gô vậy hả? Ừ. Thì trang trứng cá gô. Ơi, bữa nhà cắt nước quá, ăn miếng dưa hấu ăn gạo cháo của Út bán hả Dưỡng Út?
Vợ, vợ còn lụng chứ. Anh không biết. Đó ngày tên quả. Ăn đi, ăn cho hết đi, rồi nói, nó ngủ. Nói nó ngẹn ngẹn kỳ quá. Thì nước mặn này lên cả trăm cả ra chừng ký mới chết muốn hết luôn. Bỏ cái chân xuống được đấy. Dưỡng ốc mua cá tặng ăn trăm con. Trăm cá tà. Bự hơn Dưỡng ốc. Mua rồi còn nhỏ mà nuôi hôm nay chừng năm mấy con chừng ký ký vậy. Nước mặn lên chết thì hết luôn. Chết rồi Dưỡng ốc có làm khô không? À. Bỏ luôn cho, hả? Cho mấy gốc cây. Dạ. Cháu làm với gánh làm hay quá. Làm ruộng nó không thu này làm cho ruộng. Dạ. À, chú Tư á thì nhà chú Tư ở tên Phú Sơn. Phú Sơn. Dạ. Chợ Lách. Dạ Phú Sơn Chợ Lách thì vùng của chú Tư á là hồi xưa giờ nước rất là ít, ít khi nào nước mặn lên tới đó lắm, làm như không có luôn, mới có mấy năm nay thôi. Mấy năm nay là dữ nhất cái biến đổi khí hậu á. Dạ. Rồi vùng chú Tư á là làm cây kiểng rồi cây con. Rồi chú Tư thì cũng làm cây, cây bông giấy để bán. Là mỗi một năm vậy chú Tư làm khoảng ra bao nhiêu chậu bông giấy chú Tư? Khoảng 1.000 chậu. Mỗi năm là 1.000 chậu. Bây giờ chú Tư đi chừng chiều nay thì chú Tư cũng đi cắt cắt nhánh đặng ghim ra đặng năm Tết năm tới chú Tư bán cho người ta. Rồi chút nữa mình có xin chú Tư là lát nữa chú Tư cho mình theo coi chú Tư cắt. Có gì đâu xin. Biết đâu nhiều khi chú Tư không cho làm sao. Có gì đâu. Lại đông vui về mừng cho mau nữa. Thấy mình buồn rồi sáng thấy mừng con mình à. Dạ. Không có ai hết trơn. Dạ. Sớm lại đi mặn rồi nắm đi xuống. Dạ. Bữa nay thì sẵn dịp có những ốc với lại cô ốc ở nhà. Rồi mình cũng có mang một món quà. Quà này là của bà Tám nhờ mình đem tới cho Dưỡng Úc. Số tiền là 1 triệu đồng. Này này là của bà Tám ở Sài Gòn Dưỡng Úc. Bà Tám thấy Dưỡng Úc xuất hiện cái tên clip của Khánh, thấy thương Dưỡng Úc quá nên là gửi tặng Dưỡng Úc một món quà. Thôi vậy cảm ơn bà Tám nhiều em. Tiền này chắc để dành để làm cái cống nước. Cũng tiền kia. Dưỡng Úc làm cống đựng nước hả? Để nước mặn quá không có nước. Có đang hứng nước mưa xài với phụ tiền đi mặn nè, giao cho bà xã nè, cất tiền này quý lắm nha. Cảm ơn bà Tám nhiều giá, lắm giá gần 1.000 cục đất đó. Nghe anh Khánh nói đường đi và cái cầu bà Tám có đóng góp cho một phần này, cũng cảm ơn bà Tám được sự đóng góp đó mà được hoàn thành được cái cầu và cái đường đó. Đây rất là cảm ơn bà Tám, nhớ ơn bà Tám thật nhiều nha. Chúc bà Tám nhiều sức khỏe, bằng ăn phát đạt nhiều. Rồi con nói. Dạ. Con cũng xin thay mặt cho gia đình của cô Út Dưỡng Út ở đây, con cảm ơn bà Tám rất là nhiều. Dưỡng Út với cô Út ở đây cũng là người trong xóm của con, cũng như là cũng bà con với lại cha của con. Thì cô Út với Dưỡng Út ở đây rất là hiền hậu, rất là dễ thương. Rồi Dưỡng Út thì là lao động, gọi là lao động chính, lao động nặng, lao động nặng. Cô Út hồi đó cũng đi bầu dừa phải không cô ta? Hồi đó cô Út đi bầu dừa dữ lắm đó. Giờ mắt cũng mờ không có thấy đường rõ. Dạ. Như chết chiều về là nặng trịch mắt xuống mà không có thấy gì. Mở không có lên. Như cái giống gì nó làm như nó kéo mắt xuống vậy. Cái con dùng bị cơm. Con cũng cảm ơn bà Tám đã dành sự quan tâm đặc biệt tới người thân và làng xóm của con ở đây đây. Con cũng xin chúc cho bà Tám được nhiều sức khỏe, được mọi sự bình an và thành công trên con đường đi làm nhiều việc thiện của bà Tám. Con cảm ơn bà Tám rất là nhiều. Trước đó là cảm ơn bà Tám
Rồi sau thì cảm ơn Khánh với Tiền, nhờ Khánh Tiền nói bà Tám mới biết, mới giúp đỡ cho gia đình cô. Không, Khánh không có nói đâu cô Út ơi. Bà Tám bà thấy vườn ốc mà cực khổ trong tình phim á, chứ Khánh không có dám nói. Dạ. Vậy thì thôi cô nói bị la. Cảm ơn bà Tám rất nhiều. Để bà Tám giúp đỡ gia đình của cô trong khi túng thiếu. Cô rất là cảm ơn. Dạ. Như mọi sự là do bà Tám, chứ Khánh không có công gì hết. Khánh chỉ có công mang tiền tới cho cướp dưỡng ức thôi. Cũng mang tiền tới cũng có công vậy. Chứ không mang tiền tới thì cũng đâu có tiền. Dạ. Thì cũng cảm ơn Khánh với Tiền. Dạ. Thì mang ơn nhiều dữ lắm. Dạ. Giờ dưỡng ức với chú Tư á đi. Dạ thôi, đi hồi nó dập Khánh còn chạy vòng nữa cô. Dạ cô Út cổ cho mình tới đu đủ chín về ăn, mà mình sợ là đem về nhà dập hết rồi. Thôi để bữa nào để cô Út ăn rồi bữa nào cô Út cho khác mình lấy, tại giờ mình còn đi công chuyện nữa. Rồi giờ Dưỡng Út với chú Tư á đi cắt bông giấy nè, mình xin đi theo. Mình học hỏi chút xíu nghề để mai mốt mà nếu mà có thất nghiệp thì cũng có chút xíu nghề. Vậy chú Tư chỉ Khánh nha. Ủa đi bộ hả hai? Đi bộ khách lên hả? Công giấy thì nằm ở ngoài hàng rào của cái biệt thự. Biệt thự này lớn, hình như lớn nhất ở cái khúc lộ này luôn á. Này công giấy rất là đẹp, rất là nhiều màu, rất là bự luôn, rất là xum xê, nó đẹp đẹp. Thank you.
từ. Có gai nè, gai nè. Mình có cắt gai bỏ không? Vậy mình phải cắt gai ra vậy nè, rồi mình mới cắt ra nhỏ. Cắt ra khoảng chừng 2 tấc. 2 tấc là gan tay hả? Gan. Dạ, là mỗi lóng lóng là gan tay vậy mình ương ra. Mới nhúng thuốc kích thích gai rễ á. Dạ. Thuốc kích thích gai rễ rồi mình mới cắm vô cái bụng dừa với tao nấu nấu bụng rồi. Dạ, rồi mấy ngày mình tới một lần chú Tư? Khoảng tuần lễ mình tới một lần. Dạ, con thấy cái cây này nó chịu khô, nó chịu giỏi ghê á. Đúng rồi. Dạ. Cái cách gai vậy nè, nếu không là nó đâm vô gai, nó đâm vô tay mình. Dạ, là cái cây cỡ ba lớn là mình, khoảng ba lớn là mình ương được rồi chú Tư. Cỡ vậy nè. Cỡ này tới lên là mình ương được hả? Dạ. Còn cái ngón tay út của mình ha. Ngón tay út là được rồi. Dạ. Dạ, được rồi. Dạ. Cái no thì nó không ra rễ. Dạ. Vậy là qua năm sau chú Tư là bán kiển đó. Năm sau là mình dâm mình bán được. Dạ. Chú Tư nói là ở gần chỗ chú Tư có một cái làng hoa. Gọi là làng hoa giấy hả chú Tư? Hoa giấy ở Phú Sơn, ở ấp Lân Đông, xã Phú Sơn, huyện Châu Lấp. Dạ, là gần Tết là ở đó nhiều dữ lắm nhiều hả? Rồi đó là người ta chuyên làm bông giấy để cung cấp cho cả nước luôn. Dạ, ôi ôi, chắc dữ dội lắm á. Đúng rồi. Rồi gần Tết là xe đò nó lại nó chở đi. Xe tải. Xe tải chứ. Tải lại chở đi bán mấy chỗ xa. Vậy là chú Tư cũng bán cho mấy cái xe tải đó. Dạ. Chứ chú Tư không có bán lẻ phải không? Bán lẻ vẫn ai có nhu cầu khách du lịch hay gì có nhu cầu mua lẻ vẫn bán lẻ. Dạ. Đó. Mình coi chú Tư cắt thôi. Cái này là gai gốc rất là nhiều. Cái bao tay vậy chắc cũng không có xi nhê gì quá chú Tư. Dạ. Nó đâm qua chứ. Đâm. Vẫn đâm khi gai nó nhỏ quá nó vẫn đâm đúng luôn. Dạ. Chú Tư cắt tiếp đi. Con coi chú Tư cắt thử đi. Chưa luôn hả chú Tư?
chú Tư, chú Múc ở tên Phú Sơn, sao mà chú biết ở đây có bông giấy mà chú mua rồi ơi, Dưỡng Úc? Đây bữa xuống cái nhà Dưỡng chơi nè. Dạ. Mới thấy được đầu mới Dưỡng mới nhắc lại hỏi. Dạ. Chứ cũng chưa có biết được là có mua được hay không nữa. Có bán không nữa. Dạ. Có cái đèn nào là 1.8 nè. Hết luôn là 1.8. Dạ. Thôi làm này cực quá, gai quá trời. Gai quá hả? Điều làm ra nếu mà bán được thì cũng có tiền lắm. Dạ. Nhiều đây mà nó bán 1.8 cái công cán này kia họ, mà nếu mà Tết bán kiếm được vài chục triệu được. Dạ. Bây giờ mình cũng như hôm Tết rồi mày mua cái chậu nó hết bao nhiêu tiền đây? 50.000 hay gì á, 50.000 chậu. Ừ. Dạ. Làm rồi họ nó cắt rồi vậy rồi nó dầm được 6-8 hôm rồi. Dạ. Còn nhiều đây nữa là mấy ngàn hôm đó rồi. Dạ. Em Út thì mình phụ cho nó chứ Dưỡng đâu có làm ở Dưỡng này thì chạy trong cái ngán đi mẹ. Dạ. Rồi bỏ đó làm mình ở đây tự nghiệp. Dưỡng Út với ông chủ biệt thự đây có bà con không? Đi làm mướn thì quen rồi chứ đâu có không có giao thiệp. Dạ, đi mặt mướn hả? Biệt thự đâu có chơi với ai đâu. Dạ. Dạ. Giờ là Dưỡng Út dắt đất cho ông chủ ở đây hả? Ừ. Chiều nay thì Yến vô nhà của mình chơi lâu lắm rồi á, tại vì lúc mà mình ra Lâm Đồng thì Yến về lại đây rồi Yến nó ở nhà thì con ở nhà sao lâu quá con không vừa có hết chơi. Đi mận mà đi mận được mấy tháng. Dạ. Con mận gì? Dạ mận công ty mai. Ừ. Dạ. Rồi mận với mẹ hả? Dạ mận với mẹ. Mận được mấy tháng không? Dạ hình như là 4 tháng rồi. Ừ. Dạ. Thật ra con nghĩ luôn. Nghĩ luôn hả? Dạ. Mà nghỉ con nghỉ là nghỉ dịch ha, con tự con xin con nghỉ. Dạ, tự xin nghỉ. À, hả? Dạ. Vậy là lúc này con ở nhà luôn rồi đó. Ừ. Lâu quá rồi mình cũng không có gặp Yến. Lại mắt đi mần. Sáng đi, sớm mà chiều về con đi ngã này hay đi ngã kia? Con đi ngã kia. Dạ hả? Hàng nhiều hình không thấy con luôn á. Dạ. Về mà tất tính vô tháng chơi mà về cái buồn ngủ quá. Lâu quá không gặp Yến. Cái này là kẹo sô cô la. Còn này là xà bông tắm. Nè. Này cô Khánh cho con nè. Dạ. Dạ. Vậy vậy để dành tắm. Dạ. Ở nhà con tắm nước mặn hay nước ngọt? Dạ, nước mặn không mà xóa lại nước ngọt á. Dạ. Xóa lại nước ngọt, tắm nước mặn xóa lại nước ngọt. Dạ. Ở nhà bà ngoại, bà nội có vô cây giếng không? Có khoan cây giếng không? Dạ chưa, mẹ nói chuẩn bị kiếm tiền khoan giếng. Ừ. Mẹ tính khoan á hả? Dạ. Ừ. Chờ mẹ khoan chắc mưa xuống rồi. Không biết. Khoan năm sau xài. Ừ. Thì rồi hôm nay con nghỉ được bao lâu rồi? Con nghỉ được nửa tháng rồi. Dạ. Rồi tính nghỉ lừa ở nhà. Nó ra ngoài dịch này kiếm chỗ khác làm. Vậy hả? Dạ. Sao làm cho nó không làm nữa? Đó, luôn không đủ xài với chèn ép con nhân quá. Dạ. Gần đây không Yến? Dạ cũng gần đây. Rồi mẹ cũng bằng chỗ cũ luôn hả? Dạ, tại mẹ bằng chỗ cũ trái gần. Dạ. Mẹ chịu cực được, con chịu cực không nổi. Dạ. Ê, giờ về hay là giờ về hả? Tính giờ về. Thôi ở chơi đi chơi với cô nè. Đi đâu? Đi lên hái hái cái gì của cây chuối, cái bông cái gì bắp chuối, bắp chuối. Đi đi hái cô với cô Dung nè. Đi đi đi. Đi ở đâu luận vậy? Ở trên đất ba cha đợ đó. Lên tỉnh hái. Xong rồi về. Đi hái xong về sẵn mua đồ ăn. Đúng rồi. Cháo heo. Nãy anh nó ngủ đi đi mua đồ ăn mà đợi chị ba đi hái chị ba ăn cái. Mà giờ trễ rồi chắc không đi đi mua đồ ăn. Rồi đi chị ba xong đi về. Vậy thôi đi đi. Dạ. Clip của Khánh tới đây cũng đã hết rồi. Khánh cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị rất là nhiều. Mong là cô chú, anh chị mong là ông bà, cô chú, anh chị luôn đồng hành và ủng hộ.